nhà kế tươi nào. Ok, chúng ta là 2, 3 này. Ok, 2, 3 này, 2, 3. Chuyển đây nào. Đó, ok Hải ơi. Chào mừng cả. Chuyển đây này, 2, 3 này, 2, 3. Ok, 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 ok. Lòng anh thầm nghe. Hai ba này, hai ba giữ nguyên cho cháu nhở. Hải cứ tươi đi em. Ba, các bạn vào, quay lên, quay lên. Thoải mái, cho nó từ thời gian. Đợi ra. Lô kìa. Rồi được. Đi xi chứ, để sang nhà gái đấy. Vậy vay đi nào, vay lì xì vào đây. Ra đường chụp bé ơi, ra đường chụp. Rồi ok. Em đi vào cổng kia nha. Rồi ok, ra ngoài nào. Rồi ông không giao tặng ông đi rồi chẳng cay. Để xôi đi ông. Ok. Tiếp em ơi. Ok. Rồi, đi đi ạ. À, thường chụp sao cái đây nhỉ? Cả nhà cứ đi đi, cả nhà cứ đi. Ai mà cũng mặc áo sách. Rồi cả nhà đi đi ạ. Thường đâu? Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang nhìn đến với lớp hỏi chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Mình kính mời tập thể các cụ, các ông chúng ta cùng ra bên ngoài để tiếp đón lớp hỏi nhà trai và các bạn trẻ của bên phía họ nhà gái cùng đón lễ cuối cùng.
mời toàn thể các cụ, các ông, các bà có bên phía họ nhà trai chúng ta sẽ hướng dẫn cô chủ đoàn đại diện bên phía họ nhà gái. Riêng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng trở về trong nhà an toàn những bàn trà và nước để chúng ta cùng một ít phút nữa thôi tiếp tục lắng nghe theo chủ đoàn đại diện của hai bên gia đình xin có đôi lời phát biểu có lễ an hỏi trong buổi sáng ngày hôm nay xin kính mời. Trong nhà thì dù cho ngồi rồi xin mời thưa quý vị chúng ta cùng trở ra bên ngoài ạ. Có đôi lời phát biểu nên hỏi xong thì chúng ta cùng mới mang lên trên nhà. Trong hoa quả đấy là chắc là câu rượu đúng không? Trong rượu để giữa luôn. Đấy rồi rượu bên kia. Này, cái này bên này, bánh bên này. Đây, xôi để đấy. Đó bên này. Cân đâu, đặt lại đi. Rồi, lấy cái đặt ở trên. Rồi, ok. Còn cái nữa. Chị. Rồi, cân đây nhá. Đặt lại đi. Đặt lại đi. Đâu. Con này xin kính mời ông, xin kính mời ạ. Ông chủ đoàn đại diện của bên phía họ nhà trai là có đôi lời phát biểu, xin kính mời ông ạ. Xin phép các cụ, các bà, cả các cụ, các ông, các bà, với lộ bên ngoài sắm sửa đầy đủ thủ tục lễ nghi mang tới họ nhà gái. Trước là để cáo biết tổ tiên, sau là để đưa chuyện với các cụ, các bà, các vị họ nhà gái. Chúng tôi thành cảm ơn. Họ nhà gái chúng tôi có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, cùng các bà, cô dì chú bác cũng mặt đầy đủ trong buổi lễ ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi xin chấp nhận đồng ý để cho gió lạnh và các bạn tiến tới hôn nhân và bên phía nhà tôi là cháu Hành. Thì cháu còn lo lại mong hai gia đình để dỗ và chỉ bảo chúc cho hai cháu tổ chức lễ thành hôn thành công tốt đẹp, chúc cho hai họ chúng ta chính thức trở thành tương lai. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn tất cả các cụ, ông, các bà, họ nhà gái đã tiếp nhận thủ tục lễ nghi của như là họ nhà trai chúng tôi. Thì tôi xin thay mặt đây là cho họ nhà trai xin kính mời ông bà Vĩnh An. Báo bà Hưng Quyên sẽ đi là đứng lên cao ấy để dâng lên bàn thờ tổ tiên để cất nén nhang để chứng thực ngày hôm nay là ngày trọng đại của hai cháu. Xin chân thành cảm ơn lần hai ông bà. Có hai bà nhìn nhau cái nào. Một người vỗ tay cho con cái nào. Ok, nhà gái rửa ra đi ạ, nhà gái rửa. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên là lễ hỏi. Rồi, ba bài đâu bạn nhỉ? Hai bài gì mày? Hai bài gì đây này? Rồi, thưa quý vị, lễ đầu tiên là lễ hỏi. Xong rồi đến rồi là lễ hỏi nhà gái chúng ta sẽ cùng mang lên lễ trên nhà để cùng mà. Tiếp theo như là lễ thỉnh cầu. Thường đối với phong bì ở trong cái lễ này.
Thôi còn các công cụ ở trên này thì là còn những công việc tiếp theo là giúp đỡ như là học tay chúng tôi. Đó, ok ạ. Và ta chúng tôi khi là đã hoàn thành thì sẽ thành. Thế nhà vái ba vái đi ạ, vái đi cùng nhau đi. Và Quyên và như là và ông là bên dẫn chương trình người đấy là bảo các cháu là để chúng ta cùng một nam một nữ chúng ta cùng chuẩn bị vào để thu tiếp nhau và chắc một lễ từ lễ một nhá và lúc đấy là mang hai bạn sẽ cùng đi để ý không bị tương đương. Rồi, được rồi. Nhìn nhau em ơi. Cái thứ hai đúng rồi. Được. 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 Cái thứ hai nhá. Quay tất cả mọi người hay là được có chỉnh nhá. Rồi. Đấy đúng rồi. Ok, tiếp. Tiếp. Rồi ok. Quay lại. Đấy đúng rồi, nhòm nhòm đi. Giữ nguyên cho anh nhá. Rồi thơm. Chạm mũi chạm. Rồi ok, giữ nguyên cho anh. Chạm mũi sát mũi vào. Rồi quay sang nói chuyện với nhau. Rồi giả vờ sửa tóc cho cô dâu thế nào. Tay phải tay trái đỡ nó mặt cô dâu đúng rồi đấy. Rồi ôm nhau cái đi. Ôm nhau cái đi, đừng đấy ôm nhau cái nào. Rồi đúng rồi đấy. Rồi ok. Chạm môi cái đi em ơi. Cô thể ơi quay vào chạm môi cái nào. Dừng nhân cho anh ơi, dừng nhân. Rồi, ok. Ok, cảm ơn. Rồi, đúng rồi. Tay kia cầm tay cô dâu đi, tay phải cầm tay cô dâu đấy. Thì xin phép các cụ, các bà này. Thế thì tôi thay mặt tôi trở tay. Cảm ơn. Cảm ơn. Kính tươi nhá, chào chúc nhá. Tôi cứ để đi. Rồi ok. Ai chụp với cô? Nào. Đây mà chụp không được này. Hãy đi về thôi. Đây là tôi rất là rất là cái có chút
Cô rau kia tươi đi em, chuyển ra đi.